tới sinh nhật con rồi, có tính tặng gì cho con không? Có, tặng con cái bánh nè. Bánh này là bánh gì vậy? Ăn được không? Có phải bánh xe đâu mà ăn không được hả mày? Không phải, tại Lưu không có thích ăn vặt. Ăn đi rồi mới có quà. Thôi, không ăn đâu, miếng bánh gì thấy gớm. Nhìn te tủa trơn, ai dám ăn. Ráng ăn đi. Không có thích ăn. Ăn đi. Thôi, không ăn, dẹp đi, tưởng quà cáp gì ai ngờ bánh. Thì đã nói ăn hết miếng bánh này mới có quà. Thôi đừng dụ, ha, dụ hả? Bà nói thật. Không tin đâu. Mày làm ba bực rồi nghe luôn. Mày thích cái gì? Quà, tôi chỉ thích vật chất thôi. Tự nhiên đưa cái bánh nè. Quà phải không? Thích quà gì? Ba tặng cho Lu cái đồng hồ đeo tay đi. Ok, Lu ăn hết cái bánh này đi, ba sẽ mua cho con. Thôi không tin đâu, xạo không à. Ba mà nói xạo với con, ba sẽ làm con lơn. Được chưa? Được, nhưng mà bánh này nó hôi quá. Ngon lắm, ăn thử đi. Thôi định nè, ăn vô mất cộng ối. Bây giờ muốn có đồng hồ đẹp không? Muốn, bực nổi. Bây giờ muốn có quà thì phải ăn. Ủa, phải ép người ta vậy luôn đó hả? Hỏi lấy cái bánh khác thì bánh này không ăn đâu. Có luôn, đợi chút. Ủa mà Lu tại sao con muốn được tặng cái đồng hồ? Tại Lu hay trễ hẹn với Lân, làm Lân giận mấy ngày nay, không có gặp Lu. Lu buồn lắm, nên phải cần có cái đồng hồ để canh thời gian cho đúng. Tưởng đâu đơn giản, ai ngờ muốn có được cái đồng hồ đẹp cũng khó khăn quá à. Đây, bộ mới của con nè. Mới cái con khỉ móc, y chang miếng gạch hồi nãy mà mới cái gì. Dù hả, dẹp đi. Bây giờ mày muốn có đồng hồ đẹp không? Muốn Lân hết giận không? Hả Lu? Muốn. Muốn nhận hết miếng bánh này coi. Trời ơi là trời, không có muốn ăn. Ăn thử đi con. Bực quá. Bây giờ tao hỏi lần cuối mày có ăn hay không? Không ăn tao dẹp luôn á. Dẹp đồng hồ đẹp luôn. Ăn không? Vậy dẹp đi, dẹp hết đi. Không cần đâu. Dẹp. Không cần. Biến đi. Ừ, đỡ tốn tiền. Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam.